sân vận động huyện tốt nhất 63 tỉnh thành. Sân vận động huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Sân vận động thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Sân vận động huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sân vận động huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sân vận động thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Sân vận động huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Sân vận động huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Sân vận động huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sân vận động thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sân vận động huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Sân vận động huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sân vận động huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sân vận động thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sân vận động thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sân vận động quận Hoàng Mai, thủ đô Hà Nội. Sân vận động thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sân vận động thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sân vận động huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Sân vận động huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sân vận động huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sân vận động huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sân vận động huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Sân vận động huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sân vận động thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sân vận động huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sân vận động thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Sân vận động huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sân vận động huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sân vận động quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sân vận động thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sân vận động huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sân vận động huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Sân vận động thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Sân vận động huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Sân vận động thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sân vận động huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Sân vận động huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Sân vận động huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông.
Sân vận động huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sân vận động huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Sân vận động thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Sân vận động huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sân vận động thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sân vận động huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sân vận động thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Sân vận động quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sân vận động huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Sân vận động thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sân vận động Mỹ Tân Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sân vận động huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sân vận động thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sân vận động huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sân vận động quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Sân vận động huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Sân vận động huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Sân vận động huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Sân vận động thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Sân vận động thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Sân vận động huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.